một video tiếp theo phục vụ cho việc tính toán ma trận ở trong môn điều khiển robot. Thì như chúng ta đã biết, ở trong môn điều khiển robot sẽ có những cái ma trận 4x4, thì mình đã làm một cái video về nhân hai ma trận với nhau rồi, cũng là một video về ma trận nghịch đạo rồi. Thì trong video này mình sẽ thực hiện là thực hiện cái phép rot x alpha này. Rot y alpha nghĩa là quay theo trục x một cái góc alpha, quay theo trục y một góc alpha và quay theo trục z một góc alpha. Thì công thức của nó, mình đã chia sẻ trong môn điều khiển robot, và nếu bạn nào cần thì có thể xem link ở dưới phần mô tả. Thì để mà làm được cái phần sin cos này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng này, hàm là bằng này, sin, sau đó là radian và nhập cái ô mà chúng ta hiện thị cái góc alpha. Tại sao lại phải đổi như này? Nghĩa là máy tính và thuật toán của Excel nó chỉ tính sin cos của những cái hàm hay gọi là những cái số mà có đơn vị là radian. Cái mà chúng ta nhập nó đang chưa là đơn vị radian, vậy nên là cái radian Q10 này ở vị trí Q10 nó sẽ đổi cái 90 độ ra thành radian. Sau đó chúng ta tính sin. Tương tự như vậy bên cos này. Giờ mình sẽ thử nhập một cái góc khác là 180 xem. Thì nó đang bị lỗi số một chút. Thì chúng ta sẽ vào home number và chỉnh nó về cái số number ở đây. Ok. Cái này đang bị lỗi khá nhiều. Cốt hai cái này. Cái này là về phần định dạng của nó thôi. Thử một cái góc khác nữa là ví dụ như là một -180 hay -90. Đó thì nó sẽ tự nhảy số tất cả những cái này. Thì đây là về cái hàm sin cos. Còn ở cái những vị trí mà thay thế vào công thức thì mình chỉ ấn dấu bằng và mình trỏ luôn vào cái giá trị ở đây thì nó sẽ tự nhảy ra. Một video rất nhanh về phép quay các cái ma trận, phép quay theo trục